Để cập nhật những video mới nhất từ channel của mình thì các bạn nhớ click vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để có thể nhận được thông báo cũng như là cập nhật những video mới nhất từ channel của mình nhé. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft thử thách Lucky Block và mình là MK Gaming đây. Và ngày hôm nay thì mình đang ở một cái map rất là quen thuộc, nếu như bạn nào biết đó chính là đền thờ của thần Nod. Và ở đây mình đang có rất là nhiều khối Lucky Block và các bạn có thể thấy là nó đang nhảy màu rất là nhiều. Thì cái Lucky Block này là Lucky Block lỗi nha các bạn. Khối Lucky Block lỗi. Và nó sẽ nó error đó, nó là bị lỗi đó. Đó các bạn thấy không, cái khối nó nhảy màu liên tục nè. Và mình gọi là cái video này sẽ là một cái video thử thách đập Lucky Block. Nhưng gọi là đập Lucky Block bình thường thì nó khá là đơn giản rồi. Cho nên mình đã quyết định là chúng ta sẽ đi tới đền thờ của thằng Nod và đập Lucky Block. Và chúng ta sẽ phải đi vào trong đó, thì ở trong đó nó sẽ có thêm Lucky Block nữa. Và chúng ta sẽ bắt đầu thử thách đập Lucky Block của mình sau ít giây nữa nhé các bạn. Chúng ta đã sẵn sàng rồi, lên đường. Từ từ nha, để mình bắt đầu coi. Đập Eros Skeleton. Eros Skeleton. Eros Skeleton. Eros Skeleton. Chết đi, chết đi, chết đi. Ui, nó mặc bộ đồ bị cái kiếm bị lỗi luôn các bạn. Đó, ui mình có làm được cái kiếm lỗi không? Eros Lucky Block. Oh, Eros Jetplay. Ok, ui cái kiếm của mình cũng bị lỗi luôn nè các bạn. Ok, ý có kiếm gì đẹp nè. Gì? Glick, glick. Đập con này là gì đó? Missing Texture Wither Skeleton. Thấy không các bạn, thấy không? Những cái con quái mà nó cũng bị lỗi nữa các bạn. À, mình thử đập cái cục này coi. Wow, lại thêm cái kiếm nữa. Texture, no texture, cầm lên là không thấy hình luôn hả? 12 đam. Để mình coi thử cây nào xịn hơn. Wow, cây này cũng 12 đam cả. Đập coi. Wow. Eros Lucky Block. Bếp. Bếp. What the heck, đây con nhện. Chết rồi, mình bị trúng đập rồi. Bếp. Con chết đi. Bếp. 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 Hồi máu. Bếp. Ok, đập cục này. Ok, cái này là gì vậy? Cái sẻn. À đúng rồi, đúng rồi, mình muốn vào đền thờ thằng Nod hình như là mình phải thả một cục vàng xuống. Đúng không? Wow. Đúng rồi, đúng rồi, phải dặm cái miếng này mình mới mở cửa được. Ok. Thì các bạn đã thấy là xung quanh chúng ta có rất là nhiều khối lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ phải xem tí nữa là mình rớt xuống dưới rồi. Thằng Nod chôn mình nè. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử đập. Ý, rớt mất tiêu rồi. Ý, lại rớt nữa rồi. Ý, con zombie rớt luôn rồi. Trời ơi, uổng vậy. Ý, cái quần. Cái quần. Ngon quá. Ý, cái quần khối lỗi. Ý, chết nữa rồi. Ý, cái quần gì nữa nè. Đây là khối lỗi nha các bạn. Ý, rớt mớ xuống dưới rồi. Ý, không có gì hết. Ý, gì vậy? Wow, cái cúp. Ý, lại chết rồi, nó rớt dưới nó. Ai làm cái đường này xem mày. Ốc ngồi rớt cái cung rồi. Mình có nên xuống không ta? Mình có nên đi xuống không? Mình nghĩ là mình đập hết cái này mình sẽ nhảy xuống. Mình sẽ đập ngược lại. Ồ, một cái kiếm. Wow. No. Ripper à. Ngươi sẽ không thể nào qua đây được đâu Ripper à. Ha ha ha. Ngươi chỉ có thể đứng nhìn ta từ đằng xa thôi. Chúng ta sẽ không thuộc về nhau đâu. Đập đi. Wow. Wow. Sẽ tồn. Ý. Con gì á? What the heck, con gì bự vậy? Ồ, cái kiếm gì nè. Wow, thêm mũ nữa. Ồ, khối lỗi nè. Kiếm này yếu hơn kiếm mình đang xài. Ý. Đập rồi. Pep. Ui. Xuống. Đây, xuống giết tụi nó. Sợ gì? Nhào vô kiếm ăn. Nhào vô. Chà, chà. Chà. Ui, mấy con này mạnh ra. Hơi lắc ta. Không biết là do cái Lucky Block này nó làm lỗi thế giới mình đi xem. What the heck? Một chém mình chết luôn kìa. Ôi, con zombie nó hắc à. Ủa, các bạn thấy không? Các bạn có thấy không vậy? Hay là chỉ một mình thấy thôi? Phải nồi.
Rồi, mở cửa, rớt cái này ra đúng không? Rớt xuống, rớt xuống, rớt xuống. Thôi mình rớt. Rồi luôn rồi, chết rồi. No! Chết ngu rồi bạn ơi. Cái lẽ mình phải đi nhảy ra bên kia mới phải, tự nhiên mình nhảy xuống chi vậy trời. Mở cửa. Ow. Không chết rồi các bạn ơi. Từ từ nha. Còn zombie dưới đây không? Ồ, con zombie nó đi đâu rồi? Ha ha ha. Mình nó không chết rồi. Ủa. Thần Nod lại chảy nước mắt rồi. Wow, các bạn ha. Cây kiếm này tới 13.5 đam. Wow. Có khá là nhiều loại luôn các bạn ơi. Unreckin luôn. Wow. Thay cái đồ lên, mặc đồ lên. Đấy, các bạn có thấy đồ. Ôi, giờ làm sao mình đi lên được đây? Chắc là mình phải bay lên thôi. Ok, bây giờ chúng ta đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đền thờ. Trong đền thờ của thần Nod coi có gì. Ôi, mình đang đập khá là nhiều Lucky Block. Hình như Lucky Block này không có quái. No. Ở trong này tối quá, quá nó xuất hiện. Hình như Lucky Block này Fall to drop. What the heck? Chết rồi, cái gì á? Chết rồi, nó xuất hiện cái gì ấy? Chết rồi, nó bị lỗi thế giới rồi các bạn ơi. Ui, con này mạnh lắm nè. Ui. Trời ơi, biết ngay mà. Nó mạnh lắm. Mình sẽ phải lấy cây xẻng ra. Lấy một ít đất các bạn ơi. Lấy cái ít đất để tí nữa bò qua bên kia. Bò qua bên trong của thằng Nod. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời, biết ngay mà cái con quái nó mạnh kinh khủng luôn, không biết nó cầm cái kiếm gì nữa. One hit luôn. Nó để một phát vô là mình chết liền luôn á. Wiu. Ôi con gì vậy? Lại là một con quái lỗi nữa. Nói chung là trong đây toàn là đồ những cái Lucky Block này toàn là đồ lỗi. Ui nó trâu vậy. Con mình chém nãy giờ không chết kìa, chết đi. Ôi ôi. Cuối cùng thì nó cũng chết rồi. Mà sao nó trâu quá vậy? Ý, từ từ mình làm lại cái áo coi. Ý, cái áo này cũng đẹp nè. Ôi nó có cái khối lỗi bị lỗi rồi bạn ơi. Ôi khối này, ôi cái khối này đào được luôn, cái khối lỗi đào được luôn. Wow. Nó làm lỗi cái thứ gì? Chúng ta đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ ở đây là ở bên trong của thần Nod rồi các bạn. Cái map được xây dựng với rất là nhiều đá đỏ tối tân. Bây giờ mình sẽ đập Lucky Block ở bên trong thần Nod. Ui, đập hết mấy cái Lucky Block này. Lại Fall to Lord gì nữa rồi. Gì ghê hả? Stay to reload to the drop. What the fuck? Jump click for you. Cái này đã làm cái gì? Này đâu làm được gì đâu, cho tôi chỉ. Ui quên. Xem ra thì cái Lucky Block này gọi là cũng không có gì đặc sắc lắm à. Mình tưởng đâu nó phải có cái gì đó. Ui rớt xuống rồi. Mày rớt xuống, chết nè. Thử rồi. Phép nó phải có cái gì đó nè. Ui toàn nó chỉ là những cái đồ bị lỗi thôi bạn. Tập hợp những cái đồ bị lỗi thì phải. Ui sao trong đây Ripper nhiều vậy. Phép. Ui có cái cung. Chết đi. Ui TNT. Chết đi. TNT phá hủy rồi luôn. Phá hủy rồi. Thằng Nod luôn rồi. Wow. Giờ là chúng ta Eros Zombie Bitman. Chết đi Ripper. Chết đi ý. Bắn hụt. Chôn. Ow. Chôn. Phải nồi mình bắn trúng mũi tên rồi mà nó không chết kìa. Đó TNT. Ôi chết rồi. TNT bắn cái sao ra nước. Ra một cái vùng nước luôn vậy. Chết tôi chưa. Bắn nè. Chết nè.
Chết nè, bắn nguyên Reaper các bạn. Mày cho mày nổ ngay. Ý bắn cái này ra là vậy. Ủa cái gì vậy? Mày mày ý bắn không trúng ta. Chết đi, bắn không trúng không biết sao luôn. Bắn nó. Mày chết đi. Chết đi zombie. Ơ. Ui. Rồi ôi. Rồi nha, ở trên này là nước nha, nó đã phá hủy luôn cái đền thờ của thằng Nod rồi các bạn ơi. Đây là đoạn nào vậy? Ồ. Ồ đây là đoạn ở dưới. Ý. Ôi tôi không muốn cháy đâu. Vứt cái này vô cho nó đốt luôn đi. Ồ. Bên này còn Lucky Block không? Hình như là ở bên này còn mấy cục rồi ở trên đầu của thằng Nod nữa thì phải. Cái Lucky Block này đa số là mình thấy là nó cho toàn những vũ khí, những cái đồ lỗi thôi. Nó ít có cái hiệu ứng nổ hay là cái gì lắm các bạn à. Nãy cái block này nhìn cũng khá là đẹp. Nghĩ là cái Unrekin hả? Unrekin này giữ xài, bây giờ làm sao chúng ta có thể di chuyển lên ra ngoài đây. Chắc là mình sẽ bay ra ngoài, bay lên đầu của thằng Nod luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đập những cái Lucky Block Eros. Ý quái Eros ở trên đầu của thằng Nod. Wow, con gì vậy? Cho mày chết đi, đập hết rồi chúng ta mới xong nhiệm vụ thử thách chứ, xong thử thách của ngày hôm nay. Và nếu như bạn nào có thử thách gì hay mà muốn đặt cho mình thì cứ đặt cho mình nha. Mình ui. Wow, mình Legendary. Wow. Nãy giờ mình không có để ý có những cái món đồ Legendary. What the heck? Có những món Legendary. Ui, những cái kiếm này mạnh lắm nè. Thì ủa sao kìa. Ô hình. Wow. Thì bạn nào có những cái thử thách gì hay cứ đặt cho mình nha. Mình sẽ thực hiện nếu như thử thách của bạn hay và được nhiều người like. Các bạn cứ để lại ở dưới phần comment của video nha. Và đừng quên like và share ủng hộ cho mình nha. Đạt được 3000 like và 50 chia sẻ thì mình sẽ làm tập tiếp theo nhé các bạn. Ok, ý cái kiếm này dị vòng vẫn chưa mạnh ta. Wow, 12 đam luôn, cái cúp là 12 đam luôn các bạn. Wow, lâu lâu nó có mấy cây kiếm, mấy cái đồ lạ lạ nha. Nãy giờ mình không để ý cây này mạnh nè, cây này ngon nè. Mà chả biết nó là cái gì nữa, hình cái chữ màu tím khó đọc quá. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Ui, 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 ui. Có một điều mà mình nãy giờ mình giờ mới phát hiện ra, đó chính là mình cầm cái kiếm này vô mình được cộng thêm 10 máu. Tức là cộng thêm 5 trái tim, một trái tim là 2 máu nha các bạn. Thì cộng vô 10 máu là mình được cộng thêm 5 trái tim các bạn, có thấy không? Ấy, chết đi, rớt dưới rồi, thế này nó không chết. Ô, chưa chết luôn. Chưa chết thì bây giờ chết. Đó, chết ngay, đấy, cho nên máu mình rất là nhiều luôn. Ờ, thử lâu lâu lượm thử đó, các bạn thấy không, nó có lâu lâu nó có những cây kiếm nó khá là mạnh cho nên mình phải chú ý mình nhặt thôi. Cây kiếm. Wow, có một cục Lucky Block Eros, đập một cục đưa một cục à. Xem ra thì cũng khá hay nhưng mà mình không cần lắm. Bước bớt mấy cái đồ lặt vặt linh tinh nào. Bếp 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 20 đam Galactus. Nhưng mà cây này vẫn ngon hơn, cây này cộng máu vẫn ngon hơn. Chết đi. Wow, vĩnh biệt anh Zombie Bitman. Ồ, mình chém hai cái là nó chết rồi. Vĩnh biệt. Giờ con quái này ở đây mà mình chém rốt dưới là vĩnh biệt luôn. Không có đường lên đâu các bạn ơi. Chắc chắn một điều như vậy luôn. Mình chỉ cần đánh rớt dưới là không thể nào lên được. Mình còn chưa lên được, lấy gì mấy con quái nó lên. Ha ha ha. Đập hết chưa ta? Hết Lucky Block ở trên người thằng Nod chưa ta? Để mình lên mình coi thử coi. Hết chưa nè. Wow. Bếp. Ủa. Ui. Kiếm này mạnh nha. One hit chết luôn hả? Eros 404 drop not found. What the fuck? Rob cái đồ gì vậy? Nhiều đồ vậy? Nói chung là Lucky Block này là nó giống kiểu là bị lỗi vậy các bạn à. Khối này gọi là khối hợp khối hợp lỗi. Khối này. Pep. Wow. Chay mấy cái cúp mày không có enchant, chay làm gì? Ồ, hình như là mình đập hết rồi thì phải.
Hết, gần hết rồi nè. Sắp hết rồi đó các bạn. Quá hay luôn. Các bạn thấy không, mình đã hoàn thành gọi là thử thách một cách xuất sắc luôn. Chứ nữa, chính xác là mình đã hoàn thành thử con ngựa thử thách một cách xuất sắc luôn đó các bạn. Xúc xích luôn cái đó các bạn ơi. Wow. Thì ok. Ok, thì nếu như bạn nào mà có cái thử thách nào mà hay á, muốn mình làm thì cứ để lại dưới phần vẫn còn nè, dưới phần comment của video nha. Ngoài ra nhớ click đăng ký và kích vào cái chuông để cập nhật video mới nhất và sớm nhất, cũng như là để ủng hộ cho channel của mình bằng cách like và share video nha. Và đừng quên là comment thử thách của các bạn ở phía dưới để mình biết đường mình làm nha các bạn. Tại vì các bạn phải comment mình mới biết được, nếu như bạn xem mà không comment thì mình không thể nào biết được. Và đừng quên là hãy gọi là sao ta, hãy để lại những cái tên của những cái loại Lucky Block hoặc là những cái map mà các bạn muốn mình đập Lucky Block, thì các bạn hãy để lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng. Ồ, vẫn chưa hết, còn một cục nữa này. Thử thách của mình vẫn chưa xong, mình vẫn còn một cục nữa, mình vẫn chưa hoàn thành được thử thách này. Ồ, nó đang kiếm đường lên, nó giết mình kìa. Mấy con Bitman này láo lắm. Bếp chiu. Ồ, rớt nước rồi. Cái gì? Mày đang kiếm đường lên giết tao á hả, Bitman? Mày đã tới số mày rồi. Tới số mày rồi. Ok, thì có lẽ mình sẽ tạm dừng video tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye.